không? Được. Các bạn đã trở lại với kênh Hoàng Khuê Vlog của mình. Thời gian qua thì mấy anh em cậu cháu mình rất bận bịu công việc gia đình nên cũng có thời gian làm video cho mọi người xem. Hôm nay mấy anh em cậu cháu mình lại quay trở lại làm video cho mọi người xem. Rất mong mọi người vẫn tiếp tục ủng hộ cho mấy anh em cậu cháu mình nhé. Mọi người, mình đang ở chỗ mấy anh em đang nhóm bếp đi rồi. Như là sẽ làm món gì nhỉ? Chào mọi người nhá. Chào tất cả các bạn nhá. Hôm nay là món tôm nướng tảng đá. Tôm nướng tảng đá. Tôm nướng tảng đá. Giờ mình sẽ quay cho các bạn xem tôm như nào. Gia vị như có những cái gì. Tôm siêu siêu to luôn. Đây các bạn nhá. Tôm đây. Tôm này lấy ở biển đấy các bạn nhá. To tầm hơn ngón tay ấy nhỉ. Siêu to. Đây gia vị mắm muối mì chính rồi, cà chua ớt ngọt đây các bạn. Đây mấy anh em cháu đang nướng mấy tảng đá thì sẽ đặt lên cho dầu lên xong là đặt lên tảng đá nướng. Bắt đầu thì mấy anh em của cháu một mình định hấp vào chảo nhưng mà nhìn thấy mấy tảng đá lạ lạ quá thế mà thiết kế lên mình lửa lên ăn thử trên tảng đá món này xem thế nào. Nướng tảng đá trước không tí mình mới chiên xu chứ. Các bạn
Rồi cho tôm xuống. Đây. Tôm lên chảo đá. Cho nó lên ngủ giường mới. Ôi xùi. Mọi người đá tôm đá nướng trên đá này, nhìn bên dưới vàng ươm hấp dẫn lắm các bạn, vàng lắm rồi đấy. Các bạn ơi, nhìn hấp dẫn quá, khiếp quá, kích thích luôn đấy. Đây. Công nhận. Nhìn kích thích chưa? Xuống á. Chảo đá. Nhìn hấp dẫn đấy quá. Mọi người ơi, nướng mà nước bọt nó cứ chảy. Nhìn mùi thơm của cái con tôm này nó bốc lên. À, kích thích luôn này. Sướng quá các bạn ạ. Thật sự là cháu không thể nhịn được nữa đâu ấy. Có khi ăn tái cũng được anh nhỉ. Đây này. Mọi người ơi, tôm nóng chín hết rồi. Gắp ra một đống kìa. Thái một ít ớt với ớt ngọt với cà chua xuống. Đấy, dán trên phiến đá. Ngon lắm anh nhỉ. Ngon đấy, tuyệt vời đấy. Đấy. Ây da, chén một con đó. Mời mọi người nhá. Ôi. Mời mọi người nhá. Thử một con xem thế nào. À, thử đi, thử đi. Ôi. Ngon không? Ngon chưa? Quá đỉnh cao luôn. Ôi, mình thử cái con nó bị rơi này. Con này. Ôi đấy. Con này có mùi giò này. Mời mọi người nhá, ăn món tôm nướng đá của cậu cháu anh em mình nhá. Điểm cho ông này cùng ra đi. Giờ mình cũng thử một con nha các bạn nhá. Mời tất cả các bạn ăn tôm nướng đá với mình. À, ngon nhỉ. Ngon. Thì vời thật. Nướng như này nó có cái mùi đá đá nhỉ. Nướng trên đá nó khác hơn là mình ấy trên chảo mà. Trên đá nó khẩu vị, nó dùng cái mùi, cái vị của nó ấy, nó như kiểu ở trên núi ấy nhỉ. Ngon tuyệt vời. Bạn. Mời anh em nhá. Ớt nướng tảng đá. Lúc đấy là tôm nướng tảng đá, bây giờ mình chuyển sang làm ớt nướng tảng đá. Đây, thử xem món ớt nướng tảng đá nào. Lần đầu tiên cháu ăn ớt nướng tảng đá đấy. Lần đầu tiên luôn. Thế nào, ớt ngon không? Hơi cay cay, bùi bùi quá. Hơi cay bùi bùi luôn. Nó như kiểu là đu đủ nướng ấy, nhưng mà cái này nó có mùi ớt vậy, hơi cay. Cà chua bùi bán tảng đá xem nào. Ngon nhỉ. Ngon. Món này à, món ớt nướng tảng đá với cà chua nướng tảng đá này hôm nay mới sáng tác ra. Thật tuyệt vời các bạn. Ngon tết. Bùi bùi. Làm con chín luôn. Mời các bạn nhá. Ôi trời. Sao cái đũa của cháu càng dần nó càng cong. Bùi nhỉ. Quá bùi.
vàng. Này quá vàng luôn. Ôi. Đây, mình thử miếng ớt này các bạn nhé. Miếng ớt rán trên tảng đá nhé. Xem hương vị nó thế nào. Ngon thế. Nó như kiểu đu đủ nướng ấy nhỉ. Nhưng mà nó có mùi ớt với lại hơi cay cay. Không cay mà không? Đấy, ngon ăn được. Ngọt, ngọt mà. Ngon phết. Tuyệt vời không các bạn? Món này sáng tác ra cũng được đấy. Chấm này có sướng. Ăn phê luôn. Thử miếng cà chua ngon lắm các bạn. Cà chua nướng. Mới em nha. Ngon quá. Hơi bỏng tí. Ôi. Đảo như giang lạc. Các bạn ơi. Chín rồi, chín rồi, chín rồi. Trộn chiên xù. Trộn chiên xù trên phiến đá đã chín rồi các bạn. Con đây nhỉ. Anh em gọi cháu thưởng thức xem nào. Mời mọi người nhá. Món tôm chiên xù. Tôm chiên xù trên đá luôn. Trên đá đấy, không phải trên chảo đấy. Mời các bạn nhá. Ôi giời. Ai xa. Chấm này. Em thấy xù. Ngon hấp nhỉ. Mời anh em nhá. Ngon. Này còn ngọt hơn cả lúc đấy rồi nhỉ. Này còn có mình chiên xù nó ngọt hơn. Mình cũng thử một con các bạn. Đây tay cầm chiên luôn nhá, chấm mất. Mời mọi người nhá. Nào, ngon lắm. Ngon rồi, ngọt nữa. Ăn nó bùi bùi có chất bột đi theo. Ngon. Rất là ngon. Ngon lắm các bạn. Ôi, cô không vừa ấy vào một đi. Chờ nhúng bột đâu. Đây, một trong chảo mấy con đang nhúng bột. Đây, bột xù đây. Ôi, chết đấy, chết đấy. Ngoắn nó vào đây. Chết đấy. Ôi. Ôi, mời mọi người nha. Ui dồi ôi, ui dồi đang đến mồm được rồi. Rồi xuống đất. Sao? Người ăn được thưởng, ngon chắc. Ăn nóng này rất là ngon. À, xuống rồi đấy. Cho miếng ớt lên sau. Tuyệt vời đấy nhá. Đây, mời tất cả các bạn nhá. Cháo nóng hết cả bụng. Mọi người ạ, mình em cậu cháu hết. Còn mình ăn hết rồi. Mỗi con thứ cuối cùng. Rồi. Nó giải quyết hết luôn đi. Mình bé nhất này được ăn con cuối cùng. Ưu tiên đấy. Đây còn ông anh ăn nhiều quá, no. Ngấy. Bây giờ, ngồi bệt ở đấy luôn. Bây giờ mày thở hổn hển. Còn cuối cùng thôi mà nó ngon thế à? Còn cuối cùng ngon. Thôi xong là mấy anh em gọi cháu mình dọn khu này xong là chuẩn bị trở về thôi nhỉ? Đó, phải chiều thôi. Mọi người ơi, mấy anh em cậu cháu tôi đã ăn cái món
tôm nướng đá đã giải quyết xong rồi. Bây giờ thu dọn đồ rồi là trở về thôi các bạn. Về thôi. Ăn tôm quá sướng. Bây giờ không nghĩ đến tôm nữa, bây giờ đi về thôi. Thì các bạn thấy video hay thấy like, chia sẻ, đăng ký kênh ủng hộ kênh Hoàng Khuê Vlog của mình nhá. Chào mọi người nhá. Chào tạm biệt các bạn. Bye bye. Hẹn các bạn ở những video lần sau.